Chỉ cần một lần xịt, các bạn sẽ đánh tan được cái hôi nách của chính các bạn. Liệu bạn có tin? Rất nhiều các bạn sẽ viện lý do đó là gì? Hôi nách nó là mùi của cơ thể thôi, nó không có cái gì ghê gớm cả. Bởi vì khi bạn ngửi quen rồi thì bạn hoàn toàn không có dấu hiệu gì gọi là mong muốn loại bỏ cái hôi nách. Nhưng nếu mà bạn đặt một cái trường hợp đó là một người khác ở cạnh bạn, thì trời ơi, cái mùi hôi nách nó là một cái mùi gì đó thật là khủng khiếp. Vì vậy, để giúp cho các bạn thật sự tự tin và công việc của các bạn trở nên hanh thông hơn, thì cái sản phẩm xịt hôi nách của Tâm An nó sẽ giúp cho các bạn đó là gì? Đánh bay toàn bộ cái mùi hôi ở vùng nách của các bạn, giúp các bạn lấy lại sự tự tin, trẻ trung và năng động. Chỉ cần một lần xịt duy nhất vào trong nách của bạn, bạn hoàn toàn có thể gì? Tự tin và năng động cho cả một ngày và cho cả 2-3 ngày tiếp theo.